Vâng, xin chào các bạn. Với video này, Support Hotfrog sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp tiền vào Hotfrog thông qua cổng Internet Banking trực tiếp trên trang chủ Hotfrog. Bước 1, bạn cần đăng nhập vào MyHF bằng ID và mật khẩu Hotfrog đã gửi qua email có tiêu đề Welcome to Hotfrog. Đây là hình thức bạn phải có tài khoản Internet Banking chính chủ trùng tên với tài khoản Hotfrog. Các bạn lưu ý, Hotfrog không chấp nhận nạp tiền từ bên thứ ba. Hotfrog chấp nhận thanh toán qua Internet Banking của các ngân hàng sau ACB, BIDV, Đông Á, Eximbank, Sacombank, Techcombank, Vietcombank và Vietinbank. Tỷ giá nạp vào tính theo tỷ giá của Vietcombank. Nạp vào có sau 5 đến 10 phút. Và khi rút tiền, phí xử lý, bank trung gian sẽ thu là 1%. Bạn làm lệnh trước 13 giờ chiều thì tiền sẽ về trong ngày. Sau 13 giờ thì lệnh sẽ được duyệt vào tối ngày hôm sau. Bước 2, để nạp tiền, bạn chọn Deposit. Ở Hotfrog có hai cổng chuyển khoản ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng trực tuyến, nhưng cổng có tốc độ nạp nhanh và ổn định, hạn mức cao, đó là cổng chuyển khoản ngân hàng. Bạn chọn chuyển khoản ngân hàng. Mọi thông tin đều đã được Hotfrog khai mặc định. Bạn chỉ cần nhập zip code. Tất cả các thông tin nếu như bạn điền địa chỉ đều phải theo chứng minh thư tiếng Việt không dấu. Và bạn nhập số tiền. Các bạn lưu ý, số tiền nạp tối thiểu là 300.000, số tiền nạp tối đa là 300 triệu trên một lệnh. Một số ngân hàng như Vietcombank hạn mức mặc định là 20 triệu trên một lệnh. Bạn nạp nhiều hơn 20 triệu sẽ bị lỗi. Bạn cần liên hệ với ngân hàng để nâng hạn mức tối đa là 300 triệu nếu như bạn cần nạp nhiều hơn. Hoặc mới đăng ký tài khoản Internet Banking của Vietcombank, bạn cần phải đăng nhập vào website của Vietcombank để kích hoạt mã OTP trước khi nạp tiền. Hay như BIDV có hai tài khoản, một là Internet Banking đăng nhập ở website, một là tài khoản Smart Banking chỉ login trên app điện thoại. Đây là app login trên điện thoại nên mình không thể nạp vào Hotfrog được. Cổng này chỉ chấp nhận tài khoản Internet Banking. Nếu như bạn muốn nạp rút nhiều hơn, bạn có thể sử dụng Techcombank với hạn mức 3 tỷ trên một ngày. Với ví dụ này, mình có thể nạp 10 triệu. Bạn bấm vào Deposit. Đây là thông tin các ngân hàng. Mình sẽ chọn Vietcombank. Bạn nhập thợ user tài khoản Internet Banking của Vietcombank và mật khẩu. Nếu như bạn chưa có thông tin tài khoản này, bạn cần phải liên hệ với ngân hàng để có thông tin. Các bạn lưu ý, trong quá trình đợi OTP, bạn không được tắt hay làm mới trình duyệt, vì làm như vậy sẽ bị lỗi. Tiếp theo, bạn nhập mã OTP ngân hàng đã gửi về qua tin nhắn của bạn. Bạn chọn Confirm. Ở bước này, bạn cũng không được tắt trình duyệt. Bạn cần phải chờ hệ thống ghi nhận. Và như theo thông báo này thì lệnh nạp tiền của bạn đã thành công. Bạn cần phải chờ 5 đến 10 phút, Funding sẽ xử lý lệnh nạp tiền. Mời bạn xem tiếp video hướng dẫn rút tiền tài khoản Internet Banking, link trong phần mô tả. Mọi thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ Hotfrog 089 88 88 838. Xin cảm ơn. Hotforex, with you every step of the way.